Ngày hôm qua là mình hướng dẫn cho làm cái chất nền rồi đúng không? Thì cấy meo lỏng vào trong tủ đông trùng hạ thảo với điều kiện cấy là không có tủ cấy. Thì bây giờ các bạn phải nắm một cái nguyên tắc như sau. Đây là cái hũ của trong này nó vô trùng rồi nè. Mũi kim vô trùng, cái này cũng vô trùng rồi ha. Toàn bộ không khí ở phía ngoài này là nó có rất nhiều vi khuẩn, có rất nhiều bào tử nấm. Mà mình thấy một số anh em khi mua lấy cái meo lỏng này về để sử dụng á, các anh mấy anh em không nắm được cái nguyên tắc vô trùng, cho nên là thông thường là thất bại nhiều hơn là thành công. Thì hôm nay sẵn cái dịp mà cấy cái meo của đông trùng hạ thảo vô trong cái hũ này, mình nói luôn về cái nguyên tắc để các bạn cấy trong điều kiện không có tủ cấy nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất. Thứ nhất, chúng ta sẽ sử dụng cồn 70 độ. Thì cái cồn này á là nó chỉ có tác dụng sát khuẩn ở trên bề mặt, có nghĩa nó sẽ diệt được vi khuẩn này, diệt được virus này, nhưng mà không được 100% đâu nha. Một số loại vi khuẩn với virus nó vẫn kháng lại được cái cồn này nha. Nhưng mà tuy nhiên mà khi sử dụng cái cồn này là mình cũng yên tâm là nó đạt được trên 90% rồi. Có một thứ đáng sợ nhất mà cồn này không xử lý được, các bạn biết đó là gì không? Đó chính là nha bào, hay còn gọi là bào tử. Đối với các loại bào bào tử nấm á, thì cái cồn này là nó không có tác dụng nha, nó không có xì nhê nha. Cho nên là không phải là mình cứ sử dụng cồn 70 độ là mình tiêu diệt tất cả mọi thứ rồi, không phải đâu. Mình nhắc lại thằng này là nó không có tác dụng đối với bào tử nấm nha. Và bây giờ là với cái điều kiện chúng ta không có tủ cấy, chúng ta sẽ phải bắt đầu từ đâu? Ban đầu các bạn phải sát khuẩn toàn bộ bề mặt ha. Kể cả cống tay cũng vậy nha, sát khuẩn hết nha. Cái trên cánh tay chúng ta là rất rất là nhiều vi khuẩn. Khi làm nhớ đeo khẩu trang, đội mũ lại. Đội mũ không phải cho nó ngầu đâu, mình đội mũ lại để tránh cho tóc hoặc là vi khuẩn nó sẽ rơi xuống khu vực mình làm nha. Bông. Để tránh cho cái bào tử hay gì nó còn tồn đọng, chúng ta sẽ xịt bông bông sạch để lau nhẹ đi nha. Khi làm nhớ đóng kín cửa lại. Khi mà nếu mà có gió nó vô nó sẽ làm xáo trộn không khí, làm cho bào tử mốc hoặc là vi khuẩn nó sẽ lợi dụng nó bay vào khu vực chúng ta làm, cho nên là đóng cửa tuyệt đối lại nha. Bây giờ là thay cái mũi kim này nhỏ thành mũi kim lớn này chúng ta bắn nha. Thao tác rồi mình đã tra xong cái mũi kim này. Rồi bây giờ là ống kim này là vô vô trùng này, mũi nó vô trùng này. Tuy nhiên khi chúng ta mở ra rồi thì sẽ có nguy cơ nó sẽ tiếp xúc bào tử vi khuẩn ở môi trường ngoài, cho nên là các bạn sử dụng cái bật lửa này nung đỏ nó lên nhá. Bé gì đó lo chú ý vào làm chứ không phải là nhìn râu với lại nhìn chân anh ngắn với chân anh dài bây giờ. Rồi sau đó là chúng ta đốt khi nào mà cái mũi kim chúng ta nó đỏ lên nha. Đó. Rồi tiến hành lấy neo ở đây. Thì cứ cung mũi kim này lúc này nó rất là nóng. Tại sao chúng ta phải đốt mũi kim? Chúng ta đốt mũi kim lỡ may có vi khuẩn hay virus khi chúng ta thao tác chúng ta đưa đưa vào vào trong đây á, thì nó có gặp đi nữa thì sẽ đốt cháy, và chúng ta khi thọc vào đây là cái mũi chúng ta nó sẽ là vô trùng.
Lý thuyết là như thế nha, đôi khi xác suất là vẫn lọt vô được bây giờ. Ở đây mình tiến hành mình lấy 10 mil ha, 10 cc. Rồi bắt đầu là tiêm vô đây, tiêm vô đây. Ở chỗ này á, là chúng ta sẽ không có cái cộng tim này. Đây là cái hũ cũ của mình tận dụng mình làm nhé. Đây cái cộng tim của nó. Đây, cộng tim của nó đây. Mặc dù là mình đã tiệt trùng rồi nhưng mà để tránh tất cả các nguy cơ mình sẽ xử lý cồn thêm một lần nữa. Cộng tắc nguyên này. Sử dụng cái tấm bông y tế nha. Mục đích là mình quét như vậy á, nhiều khi có cái bao tử hay cái gì á rớt vào trong đây là chúng ta quét nó đi. Là phòng thôi. Rồi. Lấy cái ống kim ra, khoan hay bắn vô đây nha. Một khi mà chúng ta rút ra khỏi cái hũ này là nó sẽ có nguy cơ vẫn bám ở đây được, đúng không? Đun cho nó đỏ lên. Đừng có sợ mèo chết, mèo nằm trong trong ống là không sợ chết đâu. Có đèn cồn cũng được nha, không có dùng cái ga như vậy cũng được nha. Rồi sau khi mũi kim chúng ta đỏ, chúng ta sẽ đâm nó vào đây. Được chưa? Khi này là cái mũi kim của chúng ta rất là nóng. Chúng ta đếm khoảng 1 đến 5 giây. Đó, để 1 đến 5 giây để cho cái mũi kim nó nguội bớt đi. Rồi với cái hũ này là 50 g, mình bắn khoảng 5 cc thôi nha. Rồi tiếp tục. Nếu làm là tiến hành cái xong rồi vào trong cái giả thể nền là gạo lứt và đây là đông trùng hạ thảo. Sau khi cấy xong tiến hành các bạn làm vệ sinh cộng tim lại một lần nha, tại vì trong có quá trình mình tiêm có thể là nó sẽ còn sót lại một số các dung dịch dinh dưỡng nó nằm hoặc là dịch thể nó nằm ở trên đây. Đó, vệ sinh thêm một lần nữa. Rồi sau đó các bạn để những cái hũ này vào trong một môi trường tối, để dùng cái khăn sạch thì cái gì đó chúng ta phủ lên trên đây ha. Đó, phủ kín lại thì với cái lượng mê mình bắn như vậy á, thì khoảng chừng 3 ngày sau bạn sẽ thấy nó sẽ bắt tơ, nó sẽ bắt tơ, bắt đầu nó ăn cái chất nền này. Thì sau khi nó ăn được hết cái chất nền này á, nó ăn trắng được chất nền này, nó rơi vào khoảng chừng 10 đến 12 ngày đến 15 ngày tùy theo cái điều kiện nhiệt độ, được chưa? Và sau khi mà ăn được hết cái giá thể này, chúng ta sẽ tiến hành gọi là kích viêm. Thì đến cái phần đó mình sẽ hướng dẫn các bạn ở những cái phần sau. Rồi ngày hôm qua với ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn làm chất nền, hướng dẫn cái meo, và đến cái phần 3 mình sẽ hướng dẫn các bạn chăm sóc đau cơ thể. Rồi chúc các bạn
thành công. Bye bye.